Anh Văn Hoan này, theo anh thì điều gì gây ấn tượng lớn nhất trong đêm giao thừa? Tôi nghĩ chắc chắn là chương trình bắn pháo hoa rồi. Vâng, đúng là như vậy. Từ ngày còn bé thì tôi đã rất thích là xem bắn pháo hoa. Tôi còn nhớ rằng là rất nhiều năm liền tôi đã cùng bạn bè đi bộ lên Hồ Gươm và chờ đợi đến cái khoảnh khắc pháo hoa được bắn rực rỡ cả một bầu trời với những tiếng hò reo không ngớt của người xem. Vâng, tôi thì cũng cho rằng đó là những ký ức rất là khó quên, đúng không? Vâng. Và bây giờ thì chắc chắn là do bận việc gia đình nên chị Ngọc Hà cũng rất ít được lên Hồ Gươm xem bắn pháo hoa, đúng không ạ? Vâng, quả đúng là như vậy. Rất tiếc là tôi không được đắm mình vào không khí rất là tuyệt vời đó. Tuy nhiên, để biết được không khí lúc này ở Hồ Gươm thì chúng ta có thể kết nối với biên tập viên Thanh Tuấn, đúng không anh Văn Hoan? Vâng, đúng rồi. Bây giờ thì mời các đồng chí và các bạn cùng biên tập viên Thanh Tuấn đến với Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội để cảm nhận về không khí chuẩn bị đón giao thừa ở đây. Xin mời biên tập viên Thanh Tuấn ạ. À, vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tại Hồ Gươm vào thời điểm này thì đã có rất nhiều người dân đang trên các cái con đường để dẫn tới Hồ Gươm, đặc biệt là trên các tuyến phố đi bộ xung quanh hồ. Các tuyến đường ở đây thì được trang hoàng rực rỡ với đèn trang trí đủ màu sắc và sổ hoa ở khắp mọi nơi. Chúng tôi quan sát thấy là có rất nhiều các bạn trẻ cũng đang súng xính trong bộ quần áo mới, đi với nhau thành từng nhóm và nói cười rất là rộn rã. Họ đang rất là nô nức mong đợi đến cái thời điểm bắn pháo hoa. Chúng tôi cũng được biết là ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm sẽ là đơn vị bắn pháo hoa ở Hồ Gươm này. Bên cạnh tôi là thượng tá Vũ Đình Kiên, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm. Chúng ta cùng tìm hiểu về công tác chuẩn bị cũng như là những nét mới trong chương trình bắn pháo hoa lần này. Vâng, thưa đồng chí, để thực hiện tốt nhiệm vụ bắn pháo hoa trong năm nay ở Hồ Gươm thì đơn vị đồng chí đã có công tác chuẩn bị như thế nào? Chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị số 40 của ban bí thư về tổ chức Tết năm 2020, kế hoạch số 168 của thành Hà Nội, chỉ thị số 21 của ban nhân thành phố về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý. Các cái kế hoạch của thành phố và kế hoạch của bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại thủ đô Hà Nội. Ban bí thư quận Hoàn Kiếm xác định đây cũng như là nhiệm vụ chính trị quan trọng và còn là niềm vinh dự tự hào được phục vụ nhân dân thủ đô nói riêng, nhân dân cả nước, du khách quốc tế nói chung nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ vừa trên, trước nhất ban chủ quận đã kịp thời tham mưu ủy ban nhân quận xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều bắn pháo hoa và tổ chức hội nghị hiệp đồng cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chúng tôi là tốt công tác chuẩn bị chú đáo về mọi mặt, nhất là về con người, vật chất, kỹ thuật, đúng pháo, mặt bằng trận địa và chặt chẽ để xử lý. Chỉ còn ít giờ nữa là đến giao thừa và cũng là lúc khai hỏa. Việc bảo đảm an toàn khu vực bắn pháo hoa đã được thực hiện.